các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội sáng nay vắng vẻ hơn ngày thường. Dù đã 8 giờ sáng, lớp mẫu giáo bé của trường mầm non Ánh Sao, quận Hai Bà Trưng cũng mới chỉ có 4 trong tổng số 37 bé đi học. Những bé đến lớp cũng không hoàn toàn do cha mẹ muốn con mình đi học. Gia đình toàn những người đi làm hết chứ không có ai ở nhà trông bé nên em vẫn bắt buộc phải cho bé đến trường. Theo các giáo viên ở đây, đa số các bé đi học là những bé sức khỏe tốt và gia đình không có điều kiện để trông các em ở nhà. Đến giờ nếu mà thời tiết là lạnh như này thì cũng chắc là chỉ có 1/3 số bạn đi học thôi. Những bạn khỏe hoặc là gia đình không có ai trông, không ai gửi được ai thì mới đi học. Còn bố mẹ ở nhà thì đa phần là cho con nghỉ vì thời tiết cũng rất là lạnh. Hồ Gươm sáng nay cũng vắng hơn thường lệ, chỉ lác đác vài cụ già tập thể dục. Cụ Nguyễn Thị Sáu năm nay đã 77 tuổi, đang thực hiện các động tác vận động tại chỗ. Theo cụ, dù trời lạnh nhưng vì tuổi cao nên vẫn phải duy trì những bài tập vận động để khí huyết được lưu thông, tránh nguy cơ đột quỵ. Hôm nay nó là rét đầu của một đợt gió mùa đông bắc thì người ta sợ. Mai người ta lại đông luôn. Bởi vậy mà những người già là cần nên phải tập luyện, nếu mà không ra được bờ hồ cũng phải tập luyện ở nhà. Trải qua một đêm với gió mùa đông bắc thổi khá mạnh, tiết trời Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trở nên khô ráo hơn, nhưng cái lạnh lại có vẻ thấm sâu hơn. Nhiệt độ ngoài trời lúc 7 giờ sáng nay chỉ là 11 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này tại miền Bắc có khả năng kéo dài thêm 3 đến 4 ngày nữa. Người dân cần tăng cường các biện pháp giữ ấm, tăng sức đề kháng để cơ thể chống chọi tốt hơn với thời tiết.